và mình chào các bạn nhé. Các bạn ơi, ở cái vũng nước này có rất là nhiều những con cá nhá. Cá koi kìa, cá chép kìa, cá chim kìa, cá hồng kết vàng nữa nhỉ. Con cá chép này đẹp thế này, có cái màu đỏ luôn nhỉ. Ok, đây các bạn ơi. Nó rất là nhiều màu sắc luôn các bạn. Con cá chép đây này, có cái màu đỏ luôn nhỉ. Rất là rực rỡ luôn đấy các bạn. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh và like video nhá. Đây con cá gáy này có cái màu đỏ luôn này, rất là bự luôn. Ba con cá rồi các bạn. Mình bắt được ba con cá rồi nhỉ. Để vẫn còn các bạn ơi. Đây con cá koi đấy. Ui dồi ui, con cá koi này có cái màu đen luôn đây này. Xịn luôn, xịn luôn. Ồ, xịn xò luôn. Ui, con cá gì đây? Đây con cá koi này đẹp thế này. Ui ui, có cá chê nhá. Cá chê đó các bạn, cá chê trắng như kìa. Ui xịn xò luôn. Ồ kìa. Ui dồi ui, con cá chê này bự này. Ai chà chà, xịn nha. Con cá chép màu đỏ đây này. Các bạn ơi, rất là nhiều những con cá màu sắc luôn các bạn. Đấy cá chép đỏ này, cá koi có cái màu vàng này, xịn nhỏ. Ok. Ai chà chà, vẫn còn rất nhiều cá các bạn ơi. Con cá chép này, con cá koi này. Ui dùi ui, con cá chê cái bự kìa. Con cá gáy này, con cá chê trắng bạch tạng này các bạn này. Cá chê đột biến ấy. Ui dùi, toàn những con cá cảnh chưa có thẻ mồ thôi các bạn. Để cả một thùng đựng cá đây rồi các bạn ơi. Để con cá chê này bự đi này. Ui xịn luôn, một thùng đựng cá đây rồi các bạn ơi. Rồi vẫn còn nha. Đây con cá hồng kết vàng này các bạn này. Ai đẹp nhờ. Cá hồng kết vàng nó có cái màu vàng luôn nhờ. Rồi cá chép nữa đây này. Ui dùi, một thùng đựng cá và rất là nhiều những con cá khác nhau các bạn ơi. Đây con cá đẹp đây này, hồng kết vàng ấy, hồng kết vàng nhá. Rồi con cá rô phi này, con cá dầu rô phới phi đấy. Ui xịn luôn, một thùng đựng cá rồi. Đây rồi các bạn ơi, còn nhá. Cá gì đây, cá gì đây? Con cá diếc đấy các bạn này. Ai con cá diếc 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 này. Ui xịn nhờ. Ok. Ai chà chà, con cá dọn bể này các bạn ơi. Cá dọn bể hay thường gọi là cá tàu ngầm ấy. Ui dù xịn xò luôn. Bự nhờ, bự nhờ. Ai con cá chuối này các bạn này. À. Ồ cá chuối đây, cá chuối thường gọi là cá lóc nhá. Rồi 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 rồi. Cá dọn bể này. Ok. Ui dồi ui. Con cá gáy này bự đây này. Ai chà chà, xịn luôn, xịn luôn. Đấy các bạn ơi, cá gáy thường gọi là cá chép đấy các bạn. Cá gáy thuộc họ nhà cá chép nhá. Đây con cá chép này bự đây này. Ai chà chà. Ui dồi nó bự kìa. Ô xịn xò nhá. Các bạn ơi, mình bắt được một thùng cá rồi các bạn này. Một thùng cá đây rồi nhá. Ok. Và bây giờ mình cùng các bạn đem những con cá này mang về nhá. Rồi mình sẽ quay lại cho các bạn xem sau nhá. Ok. Ok, let's go. Con này con rùa nha các bạn. Con rùa này thuộc họ là rùa common nha. Rùa common đấy các bạn. Con rùa này có cái size siêu to khổng lồ luôn. Ai chà chà. Ui, nó đi kìa. Ôi, xịn luôn. Ui, nó bự. Rùa common đấy các bạn. Rùa common này thường gọi là rùa common cá sấu nha. Rất là lớn các bạn ơi. Ui, to. Siêu to khổng lồ luôn các bạn. Ai chà chà. Đấy, nó đang nặng xuống cái vũng nước các bạn. Ai chả bự nhà, bự nhà. Ui, siêu to khổng lồ luôn các bạn ơi. Đấy, ui, to các bạn ơi. Đấy các bạn ơi, hôm nay mình bắt được rất là nhiều những con cá các bạn ơi. Một cái thùng đựng cá đầy luôn này các bạn. Rất là nhiều những con cá và rất là nhiều những loài cá khác nhau nha. Bây giờ mình sẽ đem hết những con cá này lên cái khu nuôi cá của mình nhá. Mình sẽ quay lại quá trình thả những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình nha các bạn. Đây này, cá koi này, cá chép, cá chim, cá hồng kết vàng, rồi là cá diếc, cá ba đuôi. Còn cá koi này bự đây này, rất là lớn luôn nha các bạn. Ok, và bây giờ mình cùng các bạn thả hết những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình nha. Đây các bạn ơi, đây là cái khu nuôi cá của mình nha các bạn. Đấy, xịn không? Ôi, rất là xịn luôn nha. Cái bể nuôi cá này hơi đẹp luôn này. Đấy các bạn, con mèo này. Con mèo vừa mới đi ra từ trong cái ngôi nhà bằng gỗ cho mèo ở các bạn ơi. Đấy, cái ngôi nhà cho mèo ở đấy các bạn. Rất là xịn xò luôn các bạn ơi. Ok, và bây giờ mình cùng các bạn thả hết những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình nha. Các bạn ơi, đấy, một cái bể nuôi cá đầy luôn. Ok, đây các bạn, đây là cái bể nuôi cá bằng kính nhá. Bây giờ mình sẽ bơm nước vào nhá. Đấy, bơm nước vào rồi mình sẽ thả cá vào nhá các bạn. Đây, con mèo này thuộc loài mèo lông xù nhá. Đấy, mèo lông xù nhá. Bây giờ mình cùng các bạn thả hết những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình nhá. Đây con cá koi này, có cái màu vàng này đẹp luôn. Con cá này, con cá chép phụng bây giờ này. Hai con cá rồi nhá. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ thả hết những con cá này vào trong cái bể nuôi cá của mình nhá. Ba con rồi. Những con cá nhỏ thì mình sẽ thả vào trong cái bể nuôi cá nhỏ các bạn nhá. Còn những con cá lớn thì mình sẽ thả vào bể lớn nhá các bạn ơi. Ok, đây một thùng đây này. Một thùng cá đầy luôn nhá. Ok luôn. Rồi, còn nhiều nhá. Còn rất là nhiều những con cá và rất là nhiều những loài cá khác nhau nha các bạn. Hôm nay mình bắt được rất là nhiều cá đấy các bạn. Một thùng cá đầy cơ mà. Đấy, ok luôn. Ô, đây các bạn, con cá đẹp này. Xịn luôn. Rồi, còn nhá.
Con cá này là con cá koi, có cái size siêu to khổng lồ đây này các bạn này, bự nhá. Ấy, cá koi đấy. Ok, rồi con cá gì đây? Đây con cá lớn đấy này, đây, còn rất là nhiều cá lớn các bạn ấy. Đây con cá màu đỏ này, con cá chép này các bạn. Ui, có cái bụng tròn xe cho con heo luôn. Ok, ồ, xịn xịn không các bạn? Ồ, rồi còn nhiều nhá, có rất nhiều bạn. Con cá chờ im chim. What the hell? Xịn luôn. Chim đấy các bạn, đẹp nhỉ? Người đó tròn tròn như kiểu cá sống ngoài biển khơi luôn. Ở vẫn còn rất nhiều cá các bạn ơi. Đấy, cho chút bèo để cho đẹp nào. Ok, rồi. À, còn những con cá siêu to khổng lồ các bạn. Thì mình sẽ thả vào cái bể lớn nhá các bạn ơi. Để cái bể nuôi cá lớn lớn lên này. À, xịn luôn. Ok, để các bạn thấy mình có cái bể nuôi cá có xịn nào. Đây con cá chép nhá. Con cá chép này, con cá chép đấy các bạn. Bự nhá. Đấy, ok luôn. Ok, à, vẫn còn rất nhiều các bạn ơi. Để con cá gì đây? Con cá gáy này, bự này. Ui, con cá koi nữa đây này. Ui, cá koi có màu đen luôn. Rồi cá chê đó kìa, ui cá chê này bự to lớn nha. Rồi cá chép đây này, rồi cá gì đây, ui con cá này là con cá ấy này, con cá hợ đả đây các bạn, cá tàu ngầm đây, nó rất là lớn luôn nha. Rồi cá gì nữa đây, con mèo kìa, con mèo cá ra xịn luôn, con mèo đang xem mình thả cá luôn đây, xịn luôn. Rồi đây này, con cá koi thì đẹp đây này, con cá koi này rất là bự luôn. Ok, các bạn thấy hôm nay mình bắt được nhiều cá không nào? Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nhá. Rồi và bây giờ mình sẽ cùng các bạn thả hết con cá này vào trong cái bể nuôi cá nhá. Rồi bọn mình sẽ đi tìm kiếm thú cưng nhá các bạn ơi. Ok. Và vẫn còn rất là nhiều những con cá chê này các bạn này. Cá chê đây này, cá chê trắng nhá. Con cá chê này có cái màu trắng luôn này. Ui, nó bự nhỉ. To lớn này, siêu to khổng lồ luôn các bạn. Và cá chép đây này. Đấy, một cái bể nuôi cá. À, cá rô phi này. Con cá rô phi này bự đây này. Là lớn nhá. Rồi. Cá rô phi đây các bạn. Còn nhiều nhá. Còn rất là nhiều những con cá các bạn. Ok. Rồi, cá gì đó đây? Rồi, con mèo kìa. Ôi kìa. Nani? Xem bảy cá luôn. Ây, chất xịn nhờ. Dễ thương nhá. Chiêu không? Tức là chất chơi người rơi luôn. Chất chơi khỏi bán luôn. Con cá này, con cá chuối này. Con cá chuối đấy các bạn. Ôi, con cá chép đây này. Rất là nhiều những loài cá các bạn ơi. Đây, con cá gì đây? Cá chép đây này. Ôi, xịn nhờ. Ok, còn nhá. Con cá gì đây? Anh chật già, ui, con cá chuối này, đấy cá chuối đấy các bạn, cá chuối thường gọi là cá lóc nhá, đấy, con cá màu vàng này là con cá hồng kết vàng này, ai chật già, xịn luôn, cá hồng kết vàng đấy các bạn, nó vẫn còn có rất là nhiều những loài cá các bạn ơi, là con cá gì nữa đây, con cá chép phụng đuôi dài nữa đây này, ai xịn nhỏ, ok, còn rất là nhiều những con cá giếc nữa này các bạn này. Vịt cái hay là vịt quạc quạc này. Ui, vịt con bơi cùng cá vàng luôn. À, xịn luôn. Ok, rồi, các bạn ơi. Rồi, và bây giờ có con mèo này. Con mèo vừa mới đi ra từ trong cái ngôi nhà gỗ này. Đấy, xịn nhờ. Ok, và bây giờ bọn mình sẽ đi tìm kiếm thú cưng nhé các bạn ơi. Đấy, đây là cái khu nuôi cá của mình nhá. Cái khu nuôi cá của mình ấy. Một cái bể cá đầy luôn rồi các bạn ơi. Đây này các bạn này. À, xịn luôn. Wow. Xịn xò nhờ các bạn này. Con mèo kìa, con mèo. Đấy, con mèo đang xem bắt cá này các bạn. Xem thả cá nhá. Rồi, và bây giờ chúng ta đi tìm kiếm thú cưng nha các bạn. Đi tìm các con thật dễ thương thôi nha. Ờ, để bèo này các bạn này. Cho một cây bèo này cho đẹp nha. Ok. Rồi, con mèo. Mèo đâu? Ngoài chuồng đi. Xịn nha. Rồi, ok, let's go bạn ơi. Chúng ta bây giờ đi tìm kiếm thú cưng nha. Mình sẽ đi bắt rất là nhiều các con thật dễ thương cho các bạn xem nha. Ok. Rồi. Ok, let's go bạn ơi. Ok, let's go. Một bãi cá đầy luôn. Có mấy ngàn con liền các bạn ơi. Mấy triệu con liền. Ui, nhiều các bạn ơi. Ok, đấy các bạn ơi, nhiều không? Rất nhờ những con cá đang bơi rất là đẹp kìa bạn kìa. Cá cảnh siêu to khổng lồ đầy màu sắc đấy các bạn. Osakay, Lego đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi bắt cá chê nhá. Ui dồi, tìm bắt những con cá chê siêu to khổng lồ nhá các bạn. Ôi này, to nhá. Cá chê mà to bằng con to các bạn ơi. Đấy, nó bự kìa. To không, to. Ôi rất là lớn luôn nha. Cá chê nha. Cô đây này. Rồi. Ui dồi ui. Đấy các bạn ơi, hôm nay mình bắt được rất là nhiều cá chê các bạn. Một cái thùng cá chê đầy luôn này các bạn này. Oh my god. Cá lên rồi, một cái thùng đầy luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ đem hết những con cá chê này mang về nhá. Mang về thả vào cái bể luôn làm thú cưng luôn đấy. Hàng nghìn con cá chê này các bạn. Hàng vạn con liền. Ui dồi quá luôn. Bơm nước vào cho cá nó thở nha các bạn. Đấy, sau khi mà bơm nước đầy thì mình sẽ quay lại những con cá đang bơi cho các bạn xem nha. Đấy các bạn ơi, cá đang bơi rất khỏe luôn các bạn đây này.
Nước đã đầy rồi nhá. Đấy, ui dồi ôi, hàng vạn con cá chê liền. Ui dồi, hàng triệu con liền các bạn ơi. Ồ, nó bự nhá. Rồi, ok, một con này to, to, to. Bạn ơi, con thỏ lớn đây này, to lớn đây này, bự đây này. Con thỏ các bạn ơi. Ấy, các bạn ơi, thỏ ngoài ăn củ cà rốt ra thì nó rất là thích ăn cỏ luôn đấy các bạn. À, một con rồi nhá. Ok, một con rồi nhá các bạn. Ui ui, hai con đây này. Con này đẹp đây này. Con này có hai màu đây này các bạn. Ôi xui, dễ thương nhá. Ui ui, xịn nhá. Đấy các bạn, thỏ đây. Ờ, xin lỗi nha. Hai con nha. Hai con rồi các bạn. Ấy, hai con thỏ nhá. Ui dù ui, vẫn còn rất nhiều nha các bạn. Còn con nữa đây. Ê, con thỏ chui trong hang này. Ồ, xịn thỏ nhá. Đây các bạn này. Con thỏ nhá. Ừ, con thỏ trắng này các bạn này. Ờ, con thỏ có đôi mắt màu đỏ luôn đấy các bạn. Ui, ui, ai là. Ồ, xem là các bạn thỏ chạy rất nhanh luôn đây. Con nữa đây này các bạn này. Ui, nhiều nhá. Ui, ui, đi con nữa này. Ai là. Ồ, xem là cái hang bên trong là cái tổ của nó các bạn ạ. Ui, nhiều thỏ các bạn. Ui, ai là. Ui, ui, con thỏ này chạy nhanh nhanh nhờ. Ui, ui, ai là. Ồ, con thỏ này. Ai là. Ui, ui, ui. Rồi, đi xung quanh nhờ. Rồi. Để các bạn này. Ui, ai là. Vậy là mình đã bắt được rồi các bạn, con thỏ chạy nhanh quá. Đấy các bạn ơi. Vậy là mình đã bắt được một giỏ thỏ đầy rồi các bạn này. Ok, mình sẽ đem những con thỏ này mang về cho những con thỏ này ăn rồi mình sẽ quay lại cho bạn xem nha. Ok, bạn ơi, giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi bạn. Mình bắt được rất là nhiều thỏ đây các bạn này. Đây có con thỏ màu có cái màu vàng cát này đẹp đây này. Con thỏ lông ngắn. Đấy, đẹp. Wow. Vàng cát có cái màu vàng cát luôn nha các bạn. Ok, ok. Đấy, xịn xò không? Rất là xịn luôn con thỏ này đẹp này. Mình sẽ quay lại. Đây nhiều cua luôn nha. Các bạn, con cua này có cái màu vàng luôn này. Con cua này xịn xò nhá. Đấy các bạn ơi, xịn xò con bò luôn. Úi giời, nó có cái màu vàng rực rỡ. Đấy con cua nhá. Ok, hôm nay mình bắt được rất là nhiều cua các bạn ơi. Đây con cua nó có cái màu đỏ nữa đây này. Ai da da. Con cua này xịn nhé các bạn. Con cua này thuộc loài cua cảnh nha các bạn. Cua cảnh có cái màu đỏ đây này. Ui, một giỏ cua đầy luôn các bạn ơi. Rất là nhiều những con cua có rất là nhiều màu luôn đấy nhỉ. Ui, vẫn còn con nữa đây này. Ai da, xịn xò con bò nhá. Con cua này đẹp đây này. Có màu đỏ luôn các bạn, cái càng của nó kìa. Đấy, dần dần. Các bạn ơi, con cua này, con cua cảnh nhá, chứ không phải con cua nhà mà con cua hoàng đế đâu nhá. Ôi, xịn xò không? Ôi, đẹp nhá. Đấy các bạn ơi, một giỏ cua đầy luôn này. Đấy, ok. Rồi, và bây giờ mình sẽ đem hết những con cua này nhá. Mang về nuôi làm thú cưng nhá các bạn ơi, nuôi làm cảnh nhá. Ok, một giỏ luôn. Rất là nhiều những con cua màu sắc các bạn ơi. À, bạn ơi, này các bạn này mình bắt được một giỏ cua đầy luôn. Rất là nhiều những con cua đẹp luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thả vào trong cái khu nuôi cua của mình nhá. Đấy, đây là các bạn. Con ếch nhá, con ếch xịn xò rồi. Ui dồi ui. Con ếch này thuộc loài ếch cây các bạn ơi. À, nó có hai màu liền nhá. Màu xanh chủ đạo các bạn ơi. Cái màu xanh của lưng kìa. Ui đẹp không? Nhìn như kiểu cái lá cây luôn đấy nhỉ. Đẹp ấy. Chập phết nhỏ. À, ok, đấy các bạn ơi, có cái bụng màu vàng luôn này. Đấy, con ếch này đẹp đẹp đấy, nhưng mà nó cũng nhanh các bạn ơi, bắt thoải mái luôn, nó không có độc luôn các bạn. Ôi xịn xò nhá. Đấy các bạn ơi, đấy ếch cây nhá. Ok đấy các bạn ơi. Ếch xịn các bạn ơi, ếch xịn nhá, chung là ếch cao su đâu nhá. Ok. Ok nó bò kìa. Đấy, rồi đây này các bạn này, rất là lành luôn nhá. Các bạn ơi, ếch đột biến gen các bạn ơi, nó có cái màu xanh luôn nhá. Xịn không? Ok kìa. Con gì đây, con gì đây? Con này là con ốc sên nhá. Con ốc sên nhá các bạn. Ai đẹp thế này. Ô này còn ếch thì mới gọi là xịn hơn này. Đây còn ốc sên nữa này các bạn này. Ốc sên thuộc loài ốc nó ăn những cái rêu xanh các bạn ơi. Nó bò lèo nghèo khắp những cái bờ tường ấy các bạn. Những cái bờ tường nào mà nó có cái rêu xanh là ở đây có rất là nhiều ốc sên các bạn ơi. Đây ốc sên này. Ốc sên nó cũng có mắt nhá. Hai cái mắt nó ở hai cái râu đấy các bạn. Rồi, xịn xò con bò không? Ok các bạn, và bây giờ chúng ta đi tìm kiếm thú cưng đi nhá các bạn ơi. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh nhá. Nhớ like video đấy nhá các bạn. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi bắt cá các bạn ơi. Mình đi bắt cá bắt thịt này. Hai con thịt nha. Bây giờ mình sẽ cho hai con thịt ăn nha các bạn. Thịt nha. Đấy, vịt con nhá. Vịt con mới được nở được trong quả trứng các bạn. Vịt con đang bơi cùng cá đấy các bạn. Vịt con cá cạnh bơi nhá. Bây giờ mình sẽ cho vịt ăn nha. Đấy, vịt đang ăn cám đấy các bạn. Ok. Đấy, vịt con nhá. Vịt con mà mới được nở ra từ trong quả trứng vịt lộn ấy thì nó như vậy các bạn. Rất là đẹp luôn thôi. Ồ, ăn kìa. À, đẹp nhờ, chiêu nhờ, đang ăn đấy các bạn. Đó, vịt đấy các bạn, sau một khoảng thời gian nữa thì vịt nó sẽ lớn các bạn ơi. À, ăn rất là ngon luôn này. À, đấy, ăn đấy, ăn cám nhá các bạn. Đẹp không? Rất là dễ thương luôn các bạn ơi. Đó, vịt ăn cám nhá các bạn. Các bạn đừng quên cho mình xin một đăng ký kênh, một like video nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Sau khi cho vịt ăn thì mình sẽ đi tìm kiếm chuột hamster nha các bạn. Hamster thuộc loài chuột rất là dễ thương và lành cứ tê luôn đấy các bạn. Rồi, rất là nhiều luôn đấy các bạn. Ok, và bây giờ chúng ta cùng bắt chuột nhá.
Đây, chuột đây các bạn. Dễ thôi, thăm tư nhá. Ok, thăm tư nó lành lắm nha các bạn, nó không có hung dữ. Đánh đá như chuột mà sống ngoài đồng với ngoài rừng luôn nha các bạn. Thế này là con phải bắt cả sò nó vứt thoải mái các bạn ơi. Còn rất nhiều nha. À, thăm tư đấy, chuột thăm tư. À, thăm tư nó có cái size nhỏ nhỏ như vậy thôi các bạn, nó không to đâu nhỉ. Rất đẹp luôn, rất là xinh luôn. Hai con rồi nhá, vẫn còn nhá, vẫn còn rất nhiều luôn các bạn. Đây này còn 4, 5, à, 10 mấy con đấy các bạn. Rất nhiều luôn, ok, đây con nhá. Ôi, xịn xó ấy, con này có cái màu vàng luôn này. Con chuột này có cái màu vàng luôn này. Đấy, cũng đẹp ấy, có cái đôi mắt màu đỏ luôn nhá. Rồi, vẫn còn nhá các bạn. Rồi, đây này các bạn này, vẫn còn hơi bị nhiều luôn. Ôi, hai con nữa đây này. Ui, dù đẹp ấy, còn hai con chuột này có cái đôi mắt màu đen. Đen như mực luôn. Ui, nhiều quá các bạn ơi, còn đầy luôn. Rồi đây này các bạn này. Ôi xịn ấy. Ôi đây này. Ôi, con chuột này có cái màu xám này. Ấy màu xám lông chuột này đẹp ấy. Ok đấy, màu xám cái đôi mắt đẹp ấy. Long lanh quá nhỉ. Ôi vẫn còn ấy. Đây, còn màu vàng luôn này. Các bạn, đây có một ngôi nhà bằng gỗ nha. Hai ngôi nhà bằng gỗ và có một cái máy cá.